Xin kính chào quý cô chú anh chị, các bạn đang xem video. Hôm nay là hơn một tháng kể từ khi mà em khai hoang cái bãi đất này để em trồng rau ấy, thì em quay cho cả nhà cùng xem cái vườn rau của em đã lột xác hoàn toàn nha. Đây là những cây dưa em trồng ở bờ rào này, nó rất là bị dây vào nhau đấy, nhưng mà vì là cây gì em cũng thích trồng ấy, nên là em cố em trồng nhét. Thế những cây hoa hướng dương này thì nó đang chuẩn bị tạo nụ rồi, từ giờ đến Tết chắc khả năng cũng kịp, nếu trời ấm nếu rét thì chắc không kịp. Thế còn phía bên này thì đã nhổ đi rất là nhiều rau ăn rồi, tỉa rất nhiều, bây giờ cây già và đã nhổ hết cả lên rồi và chuẩn bị tạo cái luống này. Cái luống này không hề có một chút bèo nào mà chỉ có cát không, chỉ có cát đồi thôi, thì nó không phát triển tốt mấy, và đến cả hướng dương nó bé đấy ạ. Còn hướng dương bên kia nó to như này. Đây, hướng dương to như này, cái lá nó to hơn cả bàn tay em ấy, và kia đã bèo đấy, thì rất là tốt. Đây là những cây cải béo, cải béo đây, đây ngón tay em để vào chỉ bằng 1/2 của nó thôi, nó rất là to, rất là mập. Đây là cải ngồng béo của Thái Lan, mặc dù chen chúc nhau thế nhưng mà nó cũng vẫn phát triển rất là tốt. Nếu như mà có nhiều đất để trồng rộng ra thì rất là đẹp. Đây là một luống đã ăn rồi và đang trồng cái lứa mới. Thế còn đây là bắp cải tim. Bắp cải tim thì cây nó rất là bé, nó chỉ khi mà cây tạo bắp nó chỉ khoảng to hơn bàn tay thôi. Thế còn bên này cải mèo cũng đã tỉa ăn rất nhiều. Đây là súp lơ. Súp lơ em trồng ngoài đây rất là kém bởi vì toàn cát không. Bây giờ mới bắt đầu cho bèo này. Đó. Bên này cũng thế, luống này không hề có tí bèo nào. Những luống nào mà không có bèo á, bây giờ mới cho bèo vào ấy, hoặc là chỉ phủ bèo lên trên thì không tốt. Mà những luống này này có bèo thì cực kỳ tốt ạ. Đây như này, chỉ có bèo với cát. Cát này này. Đó. Thì cái cây hướng dương nó cũng còn tốt mập như này luôn. Rất đẹp đúng không ạ? Bắp cải cũng đẹp. Thì bên này thì là bắp cải trồng sau bên này khoảng chục ngày, và em trồng xen với hành. Thì cây cực kỳ ít bị sâu nhé. Hành thì đẻ rất là khỏe. Với lại cái chỗ này ấy, rất là ít đất luôn, vì thiếu đất mà đây nó cứ như những cái này, cứng đơ như này này, đến nỗi cỏ còn chết cơ. Thế mà mình lại tạo để mà trồng được rau như này thì em thấy là cũng khá ổn. Và cái luống này chỉ có bèo cùng với lại cái đất mà sau khi đào những cây lên này, thì em mang cái gốc cây này ra em đốt và lấy cái đất đấy em đổ vào đây, mỗi thế thôi, không có phân gì cả, và cũng không có nhiều bèo như những luống khác, bởi vì nó ít bèo quá, mình không thể ngày nào mình cũng đi lấy bèo được như thế. Thì có luống thì sẽ được nhiều, có luống ít. Và khi mà em trồng thử nghiệm em thấy không cần phân bón nhé, chỉ cần cái đất mà được đốt thành tro đấy cùng với những cái bột vỏ hàu, vỏ sò nung ấy em cho xuống thì nó rất là tốt nhé. Nếu như ai thích trải nghiệm cái phân bón gồm có bột vỏ hàu, vỏ sò nung cùng với lại cám gạo, bột đỗ tương, nấm chico, hoặc vôi bột, nếu như khi nào em hết vôi em sẽ dùng nấm chico, và muối opsum, cái muối mà để thải độc đại tràng ấy mọi người vẫn hay dùng, hoặc dùng trong spa chăm sóc làm đẹp ấy. Em chỉ dùng như thế thôi, em trộn với đất thì cây cực kỳ tốt luôn, như cây hoa hướng dương này đó. Thứ nhất là phải quan trọng nhất, em thấy quan trọng nhất đó là phải đủ nắng, vườn lúc nào phải đủ 8 tiếng nắng mới trồng khỏe đẹp được. Thứ hai là chất đất, chất đất cực kỳ quan trọng. Nếu như mà đất không ổn thì cho dù có bón bất kỳ loại phân nào cũng không ăn thua đâu ạ. Thứ ba là giống tốt, nếu như mình nhập được hạt giống xịn nảy mầm chuẩn và tưới được đầy đủ. Đầy đủ ở đây có nghĩa là gì? Khi nào cây cần thì mình mới cung cấp, chứ không phải là cứ ngày nào mình cũng tưới, tưới đến nỗi nó thừa nước, nó như kiểu bị chết đuối á, thì cây lại chết nhá. Như đây trên đồi này của em này, xa nhà không phải ngày nào em cũng lên được đâu, có những hôm em không lên được, có những hôm thì lên buổi sáng, những hôm không lên được mà vườn rau vẫn là rất là tốt, cả nhà có thể tham khảo ạ.
đây xà lách em trồng cũng thế, trên những bờ kè như này, và đất em chỉ trộn một vỏ hầu trấu hun đó, cùng với đất cát, cát em đi đào ở đồi đây này, đấy những cái rãnh rãnh này em đào suốt này thì rất là tốt. Và đây em đã cắt được rất nhiều lần, đây là xà lách tỉa em ăn rất nhiều lần rồi, trong này thì em ăn phải hàng chục lần rồi. Và bây giờ em đang muốn trồng hoa chơi Tết, em đang trồng hoa tam giác mạch, khi nào nó nở hoa em quay cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Những cái luống rau này là em đã ăn phải hàng chục lần rồi. Su hào thì em cũng đã ăn toàn bộ những củ to, bây giờ chỉ còn những củ nhỏ. Còi bé trong này cũng đã nhổ hết hành, còn có một ít để muối dưa. Nên đây là những cái luống bắp cải của bà em trồng, rất là đẹp. Đó, đây là su hào một cái để ăn Tết, đây là xà lách cũng thế, và đây là súp lơ đã rất là mập, chuẩn bị có hoa rồi. Đây là tỏi, rất đẹp luôn. Còn đây là cải ngồng béo, cải ngồng béo cũng rất là đẹp và không hề có con sâu nào nha. Nếu như mà ai mà thích trồng cái mùa này mà không bị sâu như là bắp cải, su hào thì mọi người thử cái giống này nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.